Từ trước đến nay chúng ta thường sử dụng mật ong rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày nhưng quên mất là sáp ong cũng có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho rằng việc sử dụng sáp ong ngâm rượu rất có lợi với sức khỏe, đặc biệt là đối với cánh mày râu. Vậy liệu sáp ong ngâm rượu có tác dụng thực sự như thế nào? Cách ngâm rượu sáp ong như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé! Sáp ong là gì? Trước khi tìm hiểu về cách ngâm rượu sáp ong như thế nào thì chúng ta sẽ điểm qua một vài thông tin quan trọng về sáp ong để các bạn hiểu rõ hơn về nó nhé. Sáp ong là một loại sáp tự nhiên được ong mật sản sinh ra. Sáp ong hay sáp ong rừng chính là một loại đặc sản của núi rừng. Sáp có dạng hình vảy, bởi 8 tuyến sản sinh sáp ong trong phân đoạn bụng của con ong thợ, được thải bỏ ở bên trong hoặc tại chính tổ ong. Sáp ong được các con ong thợ sử dụng chúng để làm thành các lỗ trong tổ ong và lưu trữ mật ong. Bảo vệ ấu trùng, sáp ong ban đầu có trong suốt và không màu, dần dần trở nên mờ đục do pha trộn thêm phấn hoa của ong thợ. Ngoài ra sáp ong còn ngả sang màu vàng hoặc màu nâu do kết hợp giữa phấn hoa và keo ong. Dùng bộ phận nào của sáp ong để ngâm rượu sáp ong? Phần sáp nhộng, đây chính là phần sáp chiếm diện tích nhiều nhất trong tổ ong. Phần sáp nhộng này không chứa mật mà chỉ có tác dụng dùng để nuôi dưỡng nhộng và ong non để gia tăng được số lượng ong thợ trong đàn ong. Phần sáp nhộng này là phần dùng để ngâm rượu sáp ong tốt nhất, phần sáp chứa phấn hoa. Phần sáp này là phần tiếp giáp giữa mật và phấn hoa, là phần dùng để chứa thức ăn nuôi cả đàn ong. Phần này ngâm rượu rất tốt, thành phẩm tạo ra sẽ có màu vàng đẹp mắt, phần sáp chứa mật ong. Phần này được dùng để chứa mật ong, 98% trong phần này là chứa mật ong, phần bao quanh là sáp. Phần này có thể dùng để ngâm rượu, tuy nhiên không được ưa chuộng nhiều vì nó sẽ tạo ra một bình rượu khá ngọt như pha một cốc nước cốt mật ong. Cách ngâm rượu sáp ong, bước 1, chọn bình ngâm rượu, bình dùng để ngâm rượu hiện có rất nhiều loại, đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Tuy nhiên bình ngâm rượu sáp ong chuẩn nhất chính là bình sành. Miệng không quá lớn để tránh thoát hơi trong quá trình ủ rượu ngâm. Bước 2, chọn rượu ngâm. Rượu dùng để ngâm rượu sáp ong là rượu nếp hoặc rượu tẻ đều được. Các bạn hãy chọn những loại rượu được nấu thủ công tại nhà. Sử dụng men rượu được lên men tự nhiên, có độ từ 38 đến 45 độ. Bước 3, ngâm rượu. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 2 cách ngâm rượu sáp ong từ phần sáp nhộng và phần sáp chứa phấn hoa mà nhiều người đang thực hiện một cách chi tiết nhất để các bạn dễ theo dõi. Cách 1, cách ngâm rượu sáp ong, phần sáp nhộng. Với cách ngâm rượu sáp ong này bạn sẽ phải chọn phần sáp nhộng vừa được thu hoạch về và có nhiều nhộng sẽ tạo được bình rượu thơm ngon hơn. Sau khi chọn được phần sáp nhộng để ngâm rượu, bạn hãy đem loại bỏ đi các phần tạp chất bám xung quanh phần sáp đi. Tiến hành đem bỏ phần sáp nhộng vào trong bình và đổ rượu vào theo tỷ lệ cứ 1/1.5 kg sáp nhộng sẽ ngâm với khoảng 5 lít rượu trắng. Nắp chặt phần đầu lại và đem bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Với cách ngâm rượu sáp ong này bạn nên ngâm trên 6 tháng để có một bình rượu ngon nhất. Thành phẩm thu được là bình rượu có màu vàng đậm đẹp mắt và hấp dẫn. Một số lưu ý cho các bạn khi ngâm rượu với cách này chính là phần sáp ong các bạn đem về ngâm rượu khi chưa ngâm được luôn thì nên được bảo quản trong tủ lạnh trước để tránh hư hỏng. Không ngâm rượu quá 2 nước, phần rượu lần thứ 2 đổ vào chỉ bằng 1/2 lần đầu tiên để bình rượu vẫn có vị ngon. Cách 2, cách ngâm rượu sáp ong, phần sáp chứa phấn hoa. Cũng giống như cách ngâm rượu sáp ong ở trên thì bạn cũng nên chọn phần sáp chứa phấn hoa mới được khai thác về. Đem loại bỏ những phần sáp bị hỏng, mốc khác thường và loại bỏ hết các tạp chất quanh phần sáp. Tiến hành bỏ phần sáp và rượu để ngâm chung với nhau. Cách này bạn cũng vẫn ngâm theo tỷ lệ 1:5 như trên, đem đậy chặt bình rượu, bảo quản rượu ở nơi khô ráo và thoáng mát, ngâm trong vòng 3-6 tháng thì sẽ sử dụng được. Tốt nhất là ngâm trên 6 tháng để có được một bình rượu hoàn hảo nhất. Khi sử dụng bạn nên lấy phần trên. Không nên lắc bình rượu sẽ có phần phấn hoa lẫn vào gây mất vị ngon của chén rượu. Lưu ý nhỏ cho bạn, phần sáp chứa phấn hoa khi mua về nên tiến hành sơ chế để ngâm rượu ngay lập tức. Sử dụng bình rượu không quá 12 tháng. Nếu bình rượu bạn dùng 12 tháng mà vẫn chưa hết thì nên bổ sung thêm rượu trắng để tăng nồng độ trong bình rượu lên. Tránh hỏng bình rượu đã ngâm. Công dụng của rượu sáp ong, phía trên chúng ta đã biết được các cách ngâm rượu sáp ong. Phần sáp ong sau khi đem đi ngâm rượu vẫn giữ nguyên tác dụng của nó ban đầu và rất có lợi cho sức khỏe. Có thể kể đến một số tác dụng như sau: trị phong, giúp làm ấm cơ thể, đặc biệt trong mùa đông tại Việt Nam thì rượu sáp ong càng phát huy tác dụng. Điều hòa lượng máu trong cơ thể, có tác dụng làm giảm cholesterol có hại cho cơ thể con người. Được coi là chất kháng sinh từ tự nhiên có thể điều hòa hệ miễn dịch, rượu sáp ong có tác dụng trị đau nhức xương khớp rất tốt. Điểm đặc biệt là rượu sáp ong có khả năng chống các bệnh về dạ dày như viêm loét dạ dày, tiêu chảy và một số bệnh khác.